Hôm nay mình sẽ làm một cái ca đốt nốt ruồi siêu to mọc ở vị trí nguy hiểm, đó là vùng nách nhé. Đấy. Mọi người yêu quý có thể chia sẻ livestream này giúp mình. Và đặc biệt lưu ý là tất cả các chương trình khuyến mại của Eva, ví dụ như triệt nách, trị nám, trị mụn, giảm giá sốc, chỉ còn duy nhất ngày hôm nay ngày cuối cùng, nên là chị em nào muốn đăng ký thì có thể qua đây, hoặc là không kịp qua thì không kịp qua để mua liệu trình hoàn toàn có thể inbox để đặt trước nha mọi người nha. Bây giờ chúng ta sẽ cùng quan sát này, giúp chị cái này Nhung. Đây chúng ta sẽ cùng quan sát cái ca nốt ruồi siêu to này. Đây mọi người nhìn thấy này, những cái nốt ruồi độc ở vị trí nguy hiểm thường này, thứ nhất là mọc lông này. Những cái nốt ruồi này bình thường mà đi viện ấy là sẽ phải siêu âm xét nghiệm máu. Đấy. Nhưng mà đây là một cái khách hàng rất là tin tưởng. Ví dụ đây là khách mới thì chị ấy sẽ còn năn tăn không dám làm ngay. Nhưng chị khách này thì đã tin tưởng bởi vì chị ấy đã từng đốt nhà mình bao nhiêu nốt nhỉ? Chị đốt từng đốt nhà em bao nhiêu nốt ruồi rồi? 52 nốt. 52 nốt ruồi. Mà có sạch không chị? Sạch. Sạch đấy. Còn đây là nốt ở nách, hôm đấy chị định đã đốt luôn rồi nhưng mà hôm đấy đau quá. 52 nốt đau quá đúng không chị nhỉ? Đau quá nên hôm nay chị mới đốt này, mọi người nhìn này. Nốt ruồi rất là độc luôn. Mọc nốt ở... nhận biết dấu hiệu nhận biết nốt ruồi độc là nó có mọc lông ở trên này. Nhờ Eva thì đốt một lần là hết bởi vì sử dụng máy công nghệ cao nhá. Phải sử dụng bằng máy công nghệ cao và phải sử dụng phương pháp người ta gọi cắt đốt. Chị có đau không? Hơi đau. Hơi hơi một tí thôi đúng không? Toàn cắn tí thôi. Quay sát nốt ruồi cho chị nha. Ok. Hello Huyền Vi nha. Hello bạn Ami. Mọi người yêu quý thì có thể chia sẻ livestream này giúp mình. Còn bạn bè nào bị nốt ruồi, những cái nốt ruồi độc như này hoàn toàn có thể inbox để mình tư vấn cách điều trị nhá. Đấy. Cái nốt ruồi này này là phải sử dụng phương pháp laser máy móc chứ mọi người, chấm axit hoặc là sử dụng phương pháp bình thường là nó không hết chân đâu, nó lại mọc lại đấy. Rất là to luôn. Đau không chị? Em quay đúng vào nốt ruồi thôi, chị yên tâm nhé. Mọi người có thể chia sẻ livestream này giúp mình, còn anh chị em bị bạn bè mà bị các cái vết chàm bớt cơ thể nốt ruồi thì cứ inbox cho mình nhá. Nốt ruồi và mụn thịt có rất là nhiều người hỏi là có đốt được không, các vùng nhạy cảm có đốt được không, nhưng có nhiều người còn không biết là có thể điều trị được ấy. Nên là anh chị em bị bạn bè mà bị thì cứ inbox, mình sẽ tư vấn chỗ nào đốt được thì mình bảo. Vì sao những cái nốt ruồi này lại có máu? Có những nốt ruồi sẽ không có máu đâu. Nhưng cái nốt ruồi này có máu là bởi vì nó có cái lông mọc lên ấy, cho nên là không phải ai cũng dám đốt nếu mà không biết nguyên lý của nó đâu. Lấy cho chị cái điện thoại của chị hay của ai. Xong này mọi người này, điện thoại của chị à? Đấy mọi người nhìn thấy luôn này. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ làm tiêu viêm nha. Hello chị Nguyễn Hà, hello Lan Anh.
Chị em yêu quý chia sẻ bài viết này cho mình đi. Nhiều chị em phụ nữ bảo là bị nhưng mà không biết cái chỗ để xử lý đấy, không biết nơi nào có thể làm được. Với phương pháp máy móc hiện đại nhất mà rất là an toàn, chỉ mất từ nãy vừa xong mà chỉ từ nãy đến giờ bây giờ chỉ mất đến còn 5 phút thôi nha mọi người. Đấy, xong rồi đấy. Bây giờ là tiêu viêm vào để cho nó đỡ vi khuẩn. Cho chị xin cái cồn Purivin em ạ. Đây, nốt của chị đây này, mọi người nhìn này, to không? Đây là còn đốt bớt rồi. Chị nhìn thấy to không? Còn đốt bớt rồi đấy. Mong người nào kỷ niệm được. Có đau không chị? Không. Rồi. Bây giờ sẽ chấm cồn Purivin này để cho nó sát khuẩn nha mọi người nha. Đấy, chấm cồn Purivin cho nó sát khuẩn nha. Đó, ok xong. Cái mụn thịt rất là to luôn. Chị em chia sẻ bài viết giúp mình đi. Chấm cồn này. Cho chị cái băng dính để chị dính vào cho chị 1 phút. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục làm vùng cổ nha. Nghiêng của em này. Cái này thì nhặt ra này. Cái băng dính ở chỗ kia kìa em kìa, chỗ cái xe đẩy trắng ngoài kia. Đấy, mọi người nhìn nhung quay vào đây cho chị này. To như này nhá. To kinh khủng luôn này. Đấy. Đây là kể cả ngoài cái nốt ruồi mà chàm bớt thì chúng ta cũng có thể làm được nhá. Có rất là nhiều video thực tế là chàm bớt rồi. Xong. Cái chỗ này đi chị, quay quay ấy nào. Quay cổ đi chị. Nghiêng của em hẳn nào. Trả bạn đi thẻ. Được cái đấy tê. Trả bạn đi thẻ, đợi chị tí. Làm nốt cho khách. Lấy cho chị cái tăm bông cho em à. Cổ này, nhỏ tí ti thôi nhưng mình phải chăm sóc mình nha. Xong rồi chị. Bôi tê là thường là sẽ cái gì chắc em ấy hơn tiêm rồi. Bôi tê là đau hơn tiêm rồi. Đấy chị bảo nốt bé này chị đã bảo là bôi là nó vẫn đau rồi mà. Thế làm sao nó em to là phải tiêm. Tí nữa không chịu được chị lại ấy cho. Bạn đi xuống rồi à? Trên có khách triệt lông không em? Có khách triệt lông em. Em lên phụ đi xong bạn ấy đợi có tí. Linh cái chị vừa xong luôn à? Chị Xuân luôn à? Không ạ, chị nào mới lên. Nó nào đau bảo để em tiêm thêm. Nó này đau à? Nó to bé đấy ạ? À? To. Ok. Cảm ơn mọi người đã theo dõi livestream nha. Mọi người lưu ý giúp mình hôm nay ngày cuối cùng của chương trình khuyến mại nha. Hẹn gặp lại mọi người tại livestream sau. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe những chia sẻ của Trinh Nguyễn. Đăng ký kênh để có thể cập nhật những video mới nhất về học spa miễn phí. Chia sẻ nếu bạn thấy hay. Comment một điều bạn thắc mắc tôi sẽ trả lời. Hẹn gặp lại bạn ở video tiếp theo vào 20 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Trinh Nguyễn Official.